là sẽ gọi chị là chị hay là mẹ nữa. Bởi vì sao? Con của chị, con trai của chị với chị Cúc Bảo có cùng một ngày sinh nhật là ngày 13 tháng 4 và năm của cháu, năm của em đó là 1959. Trùng ngày, trùng giờ, trùng năm và luôn trùng là cái giờ sinh nữa là giờ thìn. Quý vị thấy là chị Bảo rất là có một điều gì đó rất là thương yêu chị bởi vì sự trùng hợp đó. Vậy thì thôi, em mời chị có vài lời. Chào tất cả quý vị có mặt hôm nay và riêng những nghệ sĩ trước 75 cùng chung sân khấu với Mỹ Hoàng thì cũng có mặt hôm nay. Và đã mất tích lâu rồi, giọng hát hôm nay thì không còn nữa. Thành thử Bảo nói lên đây để mà hát, Mỹ Hòa vẫn hát, hát để cho những người bạn trước 75 nghe. Và có gửi đến quý vị không biết Mỹ Hòa thì xin tha thứ cho Mỹ Hòa, vì Mỹ Hòa không dám biểu diễn nữa, là vì Mỹ Hòa chỉ còn hát cho những người mà hồi xưa đó. Thì hồi xưa họ có biết mình hát, thì bây giờ mình hát chắc có tha thứ. Còn quý vị thì càng phải tha thứ cho Mỹ Hòa hơn. Và hôm nay cái tuổi Mỹ Hòa đã là 80. Anh Cao Thái thì hơn 90 cho Mỹ Hòa, 80 rồi còn gì nữa. Wow. Rất cảm ơn Trần Quốc Bảo đã mang một hơi ấm nồng nàn cho nghệ sĩ của chúng tôi. Trần Quốc Bảo là một nhà báo của thế giới nghệ sĩ Việt Nam. Và tất cả những người ở đây, chẳng hạn như Khánh nè, giống như nè ha, Mi Sơn Tùng, Quý, Bảo á, nhắc Hoài à, nói Hoài có biết là mấy người đó đang làm ở đó. Thì hôm nay thì Mỹ Hòa mạn phép là hơi nói nhiều một tí, nhưng mà rốt cuộc cũng phải ráng cố gắng vài dòng để mà gửi đến những người cùng chung sân khấu Mỹ Hòa. Một lần nữa mở to thì kia cái hồi nãy khỏe hơn đó. Nãy em dặn được cái này hay hơn à? Cái bữa này à? Không biết nữa, thấy cái này được hả? Này hát phê cô, cái này không phê cô. Đang động cái gì giờ nó tiêu rồi.